huống phát cầu quá ngắn của Pranata. Giải đấu này đều là các em mới đối đầu với một đôi vợt khác không phải đến từ Đài Bắc Sinh Hoạt. Rất tốt. Trước đó là phòng ngự không thành công. 9-1 rồi. Tình huống phát cầu lỗi của Kim Jong. Là điều mà họ đã thể hiện từ đầu giải tới giờ, thể hiện một phong độ tốt hơn. Còn trong những trận đấu trước thì hai thầy vợt Indonesia cũng thường khởi đầu rất chật vật. Rất nhanh. Không được. Rất tốt. Hey! 28 rồi. Cầu ngoài. Rất hay. Cú phòng ngự của Kim Jong Hyuk đã rất tốt. Cầu trong. Cầu ngoài rồi. Oh!
cầu ngoài. Cầu ngoài, và như vậy đó cũng là tình huống cuối cùng ở trong. Không được. Không có sai.
không thể chống đỡ được. Và như vậy là Italia đã giúp cho Iatula và Panatta giành quyền vào chơi trận chung kết.